Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FA Channel. Và đúng như tựa đề của cái video này thì ngày hôm nay mình sẽ đập hộp một con điện thoại mà mình đã chờ đợi nó rất là lâu rồi. Đây là con Palm Phone. Và với con Palm Phone này thì trước đây ấy, mình đã từng làm video trên kênh FA Channel của mình. Tuy nhiên đó là những sản phẩm hàng line new thôi, và thật sự thì mình cũng không yêu mến lắm nên là mình đã bán rồi. Nhưng mà trong video ngày hôm nay thì mình lại mua một con Palm Phone khác, nhưng mà con này lại là hàng nguyên siêu đập hộp các bạn ạ. Nên là mình quyết định là sẽ mua con này để kiểu như là mình sẽ sưu tầm, cũng như là sau này có dùng những cái thứ hay ho, ví dụ như là remote hoặc là làm điều khiển những thiết bị thông minh chẳng hạn, thì mình sẽ lấy con điện thoại này. Và ngay bây giờ các bạn hãy cùng mình đập hộp con điện thoại Palm Phone này nhé. Trước khi bắt đầu video thì với con điện thoại Palm Phone này mình thấy rằng là cực kỳ khó mua và không phải ai cũng hợp lý để mua điện thoại này. Thế nên là nếu như các bạn đang muốn mua những dòng điện thoại hàng chính hãng khác với mức giá tốt hơn, ví dụ như Xiaomi, Realme, Oppo, iPhone các kiểu chẳng hạn, thì có thể tham khảo ngay tại cửa hàng Di Động Việt để có được một cái mức giá là tốt nhất nhá. Quên mất nữa là mình sắp đạt 500.000 sub rồi, nên là hy vọng anh em sẽ ấn like và subscribe để ủng hộ mình nhá. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu video thôi. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở hộp luôn. Thực ra thì mình không hiểu kiểu gì là máy này là một con máy rất là nhỏ luôn, nhưng mà xốp đóng gói thì là to thật sự các bạn ạ. Đây, mình sẽ tiến hành là rạch cái hộp này ra để xem là con máy này khi mà mình nhận được thì mình sẽ có những gì nhá. À quên mất, ở trên cái hộp của nó nếu như các bạn để ý thì đây là thu COD 1.628.000. Thực ra là mình đã chuyển khoản 500.000 tiền cọc trước đó, chứ không ai... Chứ không phải là mình mua với mức giá 1.6 như các bạn. Ok, như vậy thì đây chính là chiếc điện thoại Palm Phone Full Box của chúng ta. Rồi, và khi mà mình mở hộp ra ấy, thì ở đây có một cái tờ giấy và trên này có ghi là que SIM. Thực ra ấy, con Palm Phone này, cái que chọc SIM của nó lại dùng một cái tiêu chuẩn hoàn toàn khác so với lại những cái que chọc SIM mà chúng ta đang dùng. Nên là cái que chọc SIM của nó này nó cực kỳ bé luôn các bạn ạ. Tại vì đây là gần như con điện thoại nhỏ nhất thế giới rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ kiểm tra xem là khi mà mình mua con điện thoại Palm Phone này thì bên trong hộp của nó, nguyên siêu của nó sẽ có gì. Tại vì trước thì mình chỉ có hàng line new thôi. Con này sẽ mở kiểu gì nhỉ? Đây là hàng nguyên siêu luôn, nên là nó sẽ có cái quả siêu ở đây nha các bạn. Ok, đập hộp luôn cho các bạn xem. Box siêu này. Đấy, một cái siêu duy nhất thôi. Rồi, nói chung là đóng hộp con này thì khá đơn giản. Phía trước các bạn sẽ có Palm này, phía sau sẽ là một số cái thông tin của em nó. Ví dụ như là con này có 4G, con này là một con điện thoại siêu nhỏ, trọng lượng của nó chỉ có 60g thôi. Ok, và khi mà chúng ta mở hộp ra thì bên trong các bạn sẽ có một cái hộp khác. Và ở đây các bạn sẽ có chiếc điện thoại Palm Phone của chúng ta. Ui, thề các bạn luôn là thiết kế con điện thoại này nó nhỏ thật sự các bạn ạ, khả năng hoàn thiện của nó rất tốt. Ngoài ra thì ở bên dưới các bạn sẽ có một cái tập sách hướng dẫn sử dụng ở trên cùng. Đó, bên trong này chắc chắn là sách hướng dẫn sử dụng hoặc một vài thứ linh ta linh tinh mà thôi. Đây, các bạn thấy này, Palm này. Đó. Và các bạn sẽ có ở đây đó chính là củ sạc. Đó, củ sạc cũng là hàng nguyên siêu luôn. Chắc chắn là con này tầm 5W các bạn ạ. Rồi, còn với phần dây cáp ở đây ấy, thì mình sẽ có một cái sợi dây cáp USB 2 Type-C hết sức bình thường. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành là kích hoạt nguồn con lần này lên và cũng như là trải nghiệm thì các bạn nhé. Trước tiên thì mình phải bóc siêu em này trước. Úi dồi ôi, thề các bạn luôn, bóc siêu một con điện thoại độc lạ như này thì nó thực sự rất là một cảm giác gì đó rất là hay ho các bạn ạ. Later. Ok, và sau mấy ngày comeback trở lại với em Palm Phone này thì thật sự là em Palm Phone này nó cho mình quá nhiều những cái trải nghiệm mà cực kỳ thú vị. Kể cả những con iPhone đầu bảng như là 12 Pro hay thậm chí là Galaxy S22 Ultra nó cũng không thể nào mà làm được. Trước tiên ấy, khi mà mình mua chiếc máy này về thì mình đã phải mua thêm một cái ốp để có thể là bảo vệ cho chiếc Palm Phone này luôn. Tại vì nó quá nhỏ và rất là dễ trơn trượt, nên là nếu bạn nào không dùng cẩn thận thì chắc chắn được ít hôm là bể ngay. Đây là cái ốp chính hãng của Palm Phone, và đây là dạng ốp da giống như iPhone đấy các bạn ạ. Cái ốp này mình mua cũng rất là mặn đấy các bạn ơi. Mức giá của cái ốp này thì nó rơi vào khoảng tầm là gần 400k. Và ốp của nó là ốp da thật. Nói chung là cũng xịn sò và xứng đáng đồng tiền bát gạo. Tại vì nếu anh em nào đã mà mua giá trị sưu tầm ấy thì thêm có khoảng tầm vài trăm nghìn nữa thì nó cũng không có vấn đề gì. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với em Palm Phone PVG100 để xem là con điện thoại này thì có cái gì mà thú vị nhá. Đầu tiên là thiết kế của em Palm Phone PVG100 thì nó thực sự quá ấn tượng luôn các bạn ạ. Các bạn sẽ không thể tìm kiếm được một con điện thoại nào khác trên thế giới
có được một cái thiết kế như thế này và có được một khả năng hoàn thiện xịn sò đến như vậy. Đồng ý luôn, trước đây đã có những con đến từ Unihertz có khả năng hoàn thiện, hay là có một cái kích thước màn hình nó bé hơn, hay là kích thước tổng thể của nó sẽ bé hơn. Nhưng xét đến cái phần hoàn thiện tổng thể của chiếc máy ấy, thì em Pamphone PH1 này có thể gọi là ăn đứt, và chất lượng hoàn thiện sản phẩm của nó phải ngang với những mẫu iPhone đầu bảng trong thời điểm hiện tại. Tại vì á, con này trong tầm giá nhá, các bạn sẽ có mặt lưng được làm từ kính này. Đây là kính xịn luôn, rất là cao cấp, và nó sẽ vắt cong ở cái phần cạnh rất là xịn sò. Cùng với đó, cái phần cạnh viền của nó làm cực kỳ là giống so với những dòng iPhone đó. Và thực sự nhá, trong tầm này, và nói về những chiếc điện thoại mini đi, thì các bạn sẽ không thể nào mà kiếm được một chiếc điện thoại có khả năng hoàn thiện ngon như con này. Và kể cả là về phần màn hình ở phần trước, với những con điện thoại mini kia nó làm khá là thô và nhìn xấu, còn con Pamphone này rất đẹp các bạn ạ. Màn hình của nó có kích thước là 3.3 inch, nếu ở trên thông số ấy nó còn to hơn cả Galaxy E đúng không, nhưng thực sự 3.3 inch này thì nó sẽ theo cái tỷ lệ hơi dài một tí xíu, nên là về cái thiết kế tổng thể của nó thì rất là nhỏ các bạn ạ. Các bạn sẽ có loa ở đây, và con Pamphone này thì chỉ có một loa duy nhất ở phần mặt trước thôi, có cả camera selfie này, rồi cái phần viền dưới của nó thì sẽ hơi dày. Tuy nhiên, cái phần viền dưới này thì Pamphone họ cũng tận dụng luôn là phím home các kiểu, chứ không phải để trống. Còn về phần mặt sau thì con này cũng sẽ có độ phân giải, đó chính là 12 chấm các bạn ạ. Nói chung là về chất lượng hoàn thiện và về khả năng hoàn thiện của cái sản phẩm này thì mình cũng không biết là mình phải chê ở chỗ nào, tại vì tất cả mọi thứ của em nó đều ngon. Về cảm giác cầm nắm ấy, thì em Pamphone này cho mình có cảm giác cầm nắm không được chắc chắn lắm, tại vì nó quá nhỏ. Và nếu như các bạn để nó vào trong túi quần ấy, thì mình đảm bảo luôn, ngồi một tí xíu thôi nó đã bị trượt ra ngoài vì nó trơn. Thế nên ấy, mua một cái ốp như thế này là hoàn toàn xứng đáng khi anh em đã bỏ ra một con điện thoại để sưu tầm. Không thì nghịch khoảng tầm vài ngày nó rớt nó bể thì thực sự rất là tiếc. Bây giờ thì mình sẽ đến với phần bên trong. Một chút nữa mình quên mất là con này có màn hình 3.3 inch này, nhưng mà con này lại là cái tấm nền hình như là IPS LCD, và đặc biệt là màu đen của màn hình, các bạn thấy không, là cực kỳ sâu. Bên cạnh đó, khả năng hiển thị của màn hình này cũng rất là xuất sắc. Tuy là màn hình 3.3 inch nhưng mà nhà sản xuất Palm đã tối hóa cực kỳ tốt cho cái màn hình này, kể cả cái phần đó chính là giao diện bên trong, kể cả cái phần là phần cứng bên ngoài. Giao diện bên trong ấy thì Pamphone đã tối hóa cái giao diện chính của chúng ta cực kỳ trực quan. Các bạn thấy này, khi mà bật máy lên ấy thì đây là cái giao diện chính của chúng ta, có thể là vuốt trực tiếp từ app, và cái cách vuốt này này nó cực kỳ giống với một con Apple Watch. Nó cái kiểu giao diện bong bóng ấy, rất tiếc là nó không có quay xung quanh mà nó sẽ là vuốt từ dưới lên. Đó. Và với con Pamphone này thì mình thấy rằng là ở cái phần thanh thông báo trạng thái cũng là một cái điểm hay, vì nó sẽ không có phím tăng giảm âm lượng. Thế nên là nếu như các bạn muốn tăng giảm âm lượng thì các bạn phải kéo thanh thông báo trạng thái. Cái đầu tiên chúng ta cần chỉnh đó chính là cái phần âm lượng. Kéo thêm một lần nữa, các bạn sẽ có cái phần điều chỉnh độ sáng ở đây. Và cái màn hình này độ sáng của nó cũng khá là tốt, mình dùng trong điều kiện trong nhà hay ngoài trời đều rất ok. Còn nói về phần trải nghiệm sử dụng với cái hệ điều hành của Pamphone thì rất tiếc là con này chỉ chạy trên phiên bản Android 8, và hiện tại nó vẫn chưa có bất cứ một cái phiên bản update nào. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là phiên bản phần mềm của chiếc máy này nó vẫn chạy rất là ngon lành, và tất cả những ứng dụng ví dụ như là Play Store này, tất cả những ứng dụng TikTok này, YouTube này nọ chúng ta đều có thể dùng một cách ngon lành, hay thậm chí là chơi một vài tựa game như kiểu là Crossy Road ở đây mình chơi vẫn hết sức ngon lành luôn. Nói chung á là đây, cái phần mềm thì Pamphone nó là một cái phần mềm rất nhẹ và cực kỳ tối ưu cho điện thoại màn hình bé. Và kể cả là về phần hiệu năng đi thì con Pamphone này cũng có một cái hiệu năng rất là tốt. Với con chip là Snapdragon 435, các bạn sẽ có 3GB RAM và 32GB bộ nhớ trong. Với cấu hình này nhá, dùng bình thường rất mượt mà. Đấy các bạn thấy này, vào ứng dụng này, thoát ứng dụng này, vào ứng dụng này, thoát ứng dụng này. Đó các bạn thấy không? Là gần như mình thấy rằng là Pamphone họ tối hóa về cái phần cứng cực kỳ ngon luôn. Vào YouTube này thì nó sẽ vào YouTube và nó có khả năng chạy đa nhiệm, mình thấy cũng rất là tốt. Xem video các kiểu hoặc là chúng ta sử dụng ứng dụng ấy, nó không giống như là cái bản Android Go, mà đây sẽ là một cái phiên bản Android full, dùng rất là ngon lành. Đó, chẳng qua là về hiệu năng con này thì nếu như các bạn dùng với những ứng dụng mà có dung lượng cao hoặc là yêu cầu đồ họa cao một tí xíu thì nó đuối thôi. Còn với những tựa game anh em có thể chơi luôn cả Liên Quân Mobile, chơi luôn cả những cái tựa game ở cái mức là bình thường đi, thì con Pamphone này nó vẫn có thể là chơi được anh em ạ, đỉnh của chóp luôn. Nói về những thứ khác thì con này sẽ có camera trước là 5 chấm thì phải, và camera sau của nó sẽ là 12 chấm. Nói chung là con Pamphone này cái camera của nó cũng ổn áp phết đấy các bạn ạ. Nếu các bạn cần là một chiếc điện thoại backup nghe gọi, hoặc là cần một chiếc điện thoại để giải trí các kiểu đúng không, thì camera trước của nó này khả năng chụp ảnh ngon luôn đấy chứ. Đây, mình sẽ chụp cho bạn một tấm hình để xem. Rồi, và đây là camera sau của con Pamphone này.
Đó, mặc dù là nó hơi ít chế độ để chụp hình, tại vì con này ra mắt khá là lâu rồi, nhưng mà nói về chất lượng hình ảnh trong tầm giá hai củ khoai thì cũng khó con nào có thể qua được con Palm Phone này. Ok, còn về những thứ khác ấy, thì con Palm Phone nó sẽ có kháng nước IP68 luôn nha các bạn. Cực kỳ là ấn tượng ở cái điểm này. Và mình đã thử test nước IP68 trên cái sản phẩm này rồi. Nó dùng một cách ngon lành và mình đã có làm luôn cả video TikTok, anh em có thể xem lại nhá. Rồi, những điểm khác thì pin con này sẽ là 800mAh. Và phải nói rằng đây là thứ mà mình cảm giác rằng úi dồi ôi, mình cảm giác phí tiền khi mà mua. Tại vì dung lượng pin của nó cực kỳ đuối. Nếu mà con này mình đem ra nghịch một tí xíu thôi thì nó đã hết khoảng tầm 20-30% pin rồi. Và nếu để phục vụ nhu cầu nghe gọi thì mình tin chắc rằng là con này mỗi ngày nó phải sạc đi sạc lại rất nhiều lần. Đó, nên là nếu các bạn mua xác định để sưu tầm, để giải trí thì ok. Còn nếu xác định để làm một chiếc điện thoại mà kiểu luôn luôn đi theo chúng ta và gắn sim vào đây nghe gọi thì chắn nhiều lúc chúng ta sẽ bị mất kết nối vì pin của nó cực kỳ đuối. Nếu các bạn hỏi mình là con này dùng liên tục được bao nhiêu thì nếu như các bạn bật chế độ là chế độ cuộc sống ở đây này, thực ra đây chỉ là chế độ tiết kiệm pin, thì nó có thể dùng được khoảng tầm là gần 3 giờ hoặc loanh quanh 3 giờ. Còn nếu như các bạn tắt đi thì con này nó chỉ dùng được khoảng tầm là hơn 2 giờ hoặc chưa đến 2 giờ luôn. Thì thực sự con máy này mình thấy rằng là pin của nó quá đuối, và đây cũng là một cái lý do mà con Palm Phone này. Ngoài ra thì con máy này nó cũng có những thứ khá hay ho, ví dụ như là có mở khóa gương mặt này. Đó, rất tiếc là không có vân tay nhưng mà thế là cũng quá đủ rồi. Rồi con này cũng có khá là nhiều thứ hay ho, ví dụ như là các bạn muốn làm một chiếc loại backup để đi ra đường không có bị giật đồ các kiểu ấy, thì cầm con này bố ai mà giật được. Và thực sự là thấy con điện thoại này người ta còn khinh chứ đừng nói là đem đi giật. Nên là đây là một cái video mà mình chia sẻ lại về mình đã mua con Palm Phone này, và thực sự đây là một cái sản phẩm sưu tầm rất là xứng đáng. Nếu như anh em nào cần một chiếc thoại độc này, một chiếc thoại dùng cực kỳ ngon lành, một chiếc thoại có thể gọi là đi cà phê để khoe với bạn bè, hoặc là mang yếu tố sưu tập nhiều ấy, thì thực sự con Palm Phone này nó rất xứng đáng. Và đặc biệt là với tầm giá như vậy mình mua được một con máy nguyên siêu, thực sự là quá ngon luôn. Ok, nếu mà các bạn nào cần làm những video vui vẻ trên con này, ví dụ như là test game các kiểu, thì hôm sau mình sẽ làm video test game trên con Palm Phone này cho các bạn xem nhé. Trước khi kết thúc video thì mình cũng gần đạt 500.000 sub rồi. Hy vọng các bạn sẽ để lại một like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Ok, trong video lần sau.